Thì sẽ ra sao khi Donald Trump vừa tuyên bố đối đầu với BRICS? P Network Daily xin chào các pioneer trên toàn quốc. Theo một nguồn tin mới nhất có liên quan trực tiếp đến liên minh BRICS và nước Mỹ, thì ông Trump vừa mới tuyên bố sẽ đối đầu trực tiếp với cả liên minh này. Nội dung cho biết nếu ông Trump thắng cử thì ông sẽ không nhượng bộ các quốc gia làm tổn hại đến đồng đô la Mỹ, bao gồm cả các nước nằm trong liên minh mới thành lập có tên là BRICS. Tình hình này tiếp tục làm gia tăng sự căng thẳng giữa phương Tây và phương Đông. Mặc dù ông Trump là đảng Cộng Hòa, không ưa chuộng chiến tranh và chỉ tập trung kinh tế, nhưng với sự quyết liệt bảo vệ đồng đô, có lẽ nước Mỹ được dẫn dắt bởi Trump sẽ khởi động một cuộc chiến thương mại mới trên phạm vi toàn cầu. Nó sẽ còn khốc liệt hơn cuộc chiến Mỹ-Trung mà ông đã dẫn đầu trong nhiệm kỳ trước. Vậy nước cờ mà ông Trump sẽ kích hoạt cụ thể là gì? Điều này xảy ra có khiến cục diện của ngành crypto bị xáo trộn hay không? Và trước thềm mainnet mở, P-Network sẽ ảnh hưởng như thế nào từ những thông tin vĩ mô như thế này? Đặc biệt là thời điểm bầu cử tổng thống cũng đã đến rất gần với ngày Open Mainnet của P-Network. Ngay sau đây sẽ là góc nhìn của chúng tôi xung quanh chủ đề thú vị này. Xin mời các pioneer hãy tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Phần 1. Trump bất ngờ cảnh cáo toàn liên minh BRICS. Trong một bản tin mới nhất liên quan đến chủ đề này, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu BRICS và các nước khác gạt bỏ đồng đô la Mỹ. Ứng cử viên tổng thống cam kết sẽ không tạo điều kiện dễ dàng cho các thỏa thuận thương mại đối với các quốc gia đang phát triển nếu họ rời xa đồng USD. Lời cảnh báo từ Trump được đưa ra khi liên minh BRICS đang tìm cách biến đồng nội tệ trở thành lựa chọn duy nhất cho các giao dịch xuyên biên giới. Rất nhiều lĩnh vực ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu BRICS bỏ đồng đô la Mỹ. Động thái này có thể dẫn đến siêu lạm phát ở Mỹ và Donald Trump muốn tránh những nguy cơ kinh tế. Cựu tổng thống hiện đã đặt liên minh BRICS vào tình thế căng thẳng. Phần 2. Nước cờ mà ông Trump sẽ sử dụng là gì? Donald Trump cảnh báo các quốc gia muốn chấm dứt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế 100% đối với hàng hóa nhập vào Mỹ. Ông nói rõ như sau: bạn rời bỏ đồng đô la Mỹ và bạn sẽ không kinh doanh với Hoa Kỳ vì chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với hàng hóa của bạn. Đây là nguyên văn của ông tại sự kiện phát biểu ở Wisconsin cách đây 2 ngày. Nếu thuế quan được áp dụng, nó có thể thay đổi thương mại toàn cầu, dẫn đến sự thay đổi trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Các quốc gia BRICS có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn, vì mức thuế 100% có thể là gánh nặng tài chính mà họ không thể giải quyết. Donald Trump được biết đến là người đưa ra quyết định táo bạo và BRICS có thể thay đổi tuyên bố của ông về đồng đô la Mỹ. Những nỗ lực phi đô la hóa lần đầu tiên được BRICS khởi động sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vào tháng 2 năm 2022. Liên minh này đã nhanh chóng thuyết phục các nước đang phát triển khác gia nhập. Tuy nhiên, Donald Trump đang hướng tới việc khắc phục những thiệt hại do BRICS gây ra và giành lại quyền lực tối cao của đồng đô la Mỹ nếu đắc cử. Phần 3. Pioneer sẽ phải hiểu rõ luật chơi quốc tế. Trên thực tế thì giấc mơ biến Pi thành một loại tiền tệ được liên minh BRICS sử dụng đã được bơm thổi từ rất lâu trong cộng đồng Pi Network. Thông tin này tồn tại vì sự cả tin của các pioneer thiếu kiến thức đã bị các hội nhóm rủ rỗ. Thông qua nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu, rõ ràng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền thống trị thế giới. Sẽ không có một đồng tiền nào khác của liên minh đứng ra làm suy yếu nổi đô la Mỹ. Hay nói cách khác là không một ai dám làm như thế. Hãy nhìn nhận vào thực tế về giá trị của Pi Network. Đây chỉ là một dự án crypto như rất nhiều các đồng crypto khác và nó không phải là đồng tiền của bất kỳ quốc gia nào. Trước khi có những bước tiến xa hơn thì hiện tại Pi vẫn chưa mainnet mở và giá trị của Pi Coin vẫn được đồng thuận ở mức 0,42 đô la tại chợ đen và thị trường pre-market của Pi Bridge. Theo chúng tôi nhận định thì sau khi ông Trump lên làm tổng thống sẽ còn có các cuộc chiến thương mại nổ ra. Điều này đang vô tình làm bối cảnh bên ngoài phức tạp hơn. Chúng tôi cũng lo ngại Pi sẽ không mở mainnet nếu những thông tin này xảy ra. Trên đây là những nhận định của chúng tôi xung quanh câu chuyện thời sự quốc tế vĩ mô và Pi Network. Bạn có suy nghĩ Bitcoin sẽ trở thành tiền tệ của BRICS hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, xin mời các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. QuickClickVN rất vui khi cùng các pioneer đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.